Chiều ngày 4 tháng 8, Tòa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Ngô Thị Hằng, 38 tuổi, ngụ ở thành phố Hải Phòng, 7 năm tù về tội trộm cắp tài sản, tổng hợp với hình phạt cũ là 3 năm 4 tháng tù. Nữ bị cáo này phải chấp hành hình phạt 10 năm 4 tháng tù. Theo cáo trạng, vào tối 2 tháng 3 năm 2022, Ngô Thị Hằng ăn tối tại một nhà hàng ở quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh và tình cờ gặp ông Tatsuya Nagata, 60 tuổi, quốc tịch Nhật Bản, cùng ăn tối tại đây nên đã chủ động làm quen. Sau khi ăn, Hằng và ông Nagata cùng ra về, sau đó ghé vào cửa hàng tiện lợi Mobile với nhau. Đến khuya, người đàn ông Nhật rủ Hằng đến căn hộ của ông uống rượu tiếp. Đến khoảng 0 giờ 30 phút sáng ngày 3 tháng 3 năm 2022, thấy ông Nagata ngủ say trên sofa, Hằng lại sinh ý định ăn cắp tài sản. Nữ bị cáo này đã lục lọi căn hộ và lấy trộm của ông Nagata 1 triệu yên Nhật rồi bỏ trốn. Đến khoảng 11 giờ ngày 3 tháng 3 năm 2022, ông Nagata tỉnh dậy thì không thấy ông bạn gái mới quen. Kiểm tra ví, người đàn ông Nhật Bản này phát hiện bị mất trộm tài sản nên đã trình báo công an. Tại phiên tòa, Hằng khai nhận sau khi thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo này đã đổi 1 triệu yên Nhật từ 195 triệu đồng và ra Hà Nội thực hiện tiếp một vụ trộm tương tự với một người đàn ông Nhật Bản khác. Đến ngày 26 tháng 8 năm 2022, Hằng đến công an đầu thú. Ngày 4 tháng 8, công an huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Ngô Trường Thịnh, sinh năm 1993, ngụ ở quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, công an huyện Cư Rút phối hợp với phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, công an tỉnh Đắk Nông đã phát hiện một nhóm chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kêu gọi từ thiện trên không gian mạng. Theo kết quả điều tra ban đầu, do cần tiền đánh bạc, từ năm 2020 đến nay, Ngô Trường Thịnh đã lập nhiều tài khoản Facebook đăng bài viết kêu gọi tiền ủng hộ các trường hợp tử vong, già yếu, neo đơn, bệnh hiểm nghèo và kêu gọi xây dựng chùa. Sau khi Thịnh đăng bài viết cùng hình ảnh lên nhiều trang Facebook, nhiều người chuyển tiền ủng hộ các tài khoản ngân hàng rồi bị đối tượng này chiếm đoạt. Với thủ đoạn này, từ năm 2020 đến nay, Thịnh đã chiếm đoạt được khoảng trên 3,6 tỷ đồng của hơn 3.000 người dân ở các tỉnh thành phố trong cả nước. Vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Cư Rút tiếp tục điều tra mở rộng. Ai từng là nạn nhân của các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn tương tự, liên hệ với đội cảnh sát hình sự công an huyện Cư Rút để được hướng dẫn giải quyết. Chiều ngày 4 tháng 8, trả lời phóng viên BTC News, lãnh đạo xã An Vinh, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình cho biết trên địa bàn có vụ việc người đàn ông bị đánh tử vong trong lúc đang dự quan đi chơi. Cụ thể, vào tối ngày 12 tháng 8, một gia đình khai trương cửa hàng giày dép tại khu vực này và có làm hướng dẫn giải khách. Trần Văn Lê, sinh năm 1977, xã An Vinh cũng tham gia hướng tại đây. Khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, anh Đê, sinh năm 1976, trú tại thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, đi quan đi chơi qua khu vực cổng chợ rét thuộc địa phận xã An Vinh thì bất ngờ bị Lê cầm gạch đánh vào gáy khiến anh Đê gục tại chỗ. Anh Đê được người dân đưa lên trạm y tế xã An Vinh cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân được xác định đã tử vong. Ngay sau khi nhận được tin báo, công an xã An Vinh đã khẩn trương có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời cấp báo sự việc lên công an huyện Quỳnh Phụ. Nghi phạm Trần Văn Lê bị bắt giữ. Cũng theo lãnh đạo xã An Vinh, lúc xảy ra vụ việc, Trần Văn Lê có biểu hiện say rượu. Nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra và làm rõ.